huyện, công an huyện, lãnh đạo thị trấn và cảm ơn quý vị đại biểu, các đơn vị tài trợ. Chúc các em thiếu nhi chúng ta luôn luôn chăm ngoan, học giỏi và đạt kết quả cao trong học tập. Chúc quý vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là lễ hội rước đèn. Đi đầu là đội múa lân, đội rước đèn truyền thống. Chúng ta sẽ xếp theo hàng và đi theo thứ tự. Và lộ trình của chúng ta sẽ xuất phát từ sân Văn Đồng, vòng đến ngã ba Sóc Đỏ, khách trở về vòng qua trường trung học phổ thông và sẽ cùng nhau trở về tại sân Văn Đồng. Và xin kính mời toàn thể.